Mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu văn bản sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng. Văn bản này thuộc chủ đề bài số 2, văn bản thông tin. Các em hãy cùng mở sách vở và chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học với cô ha. Mình sẽ đến với hoạt động đầu tiên. Phần 1, tìm hiểu chung. Trước hết, cô sẽ nhắc lại cho các em về khái niệm văn bản thông tin. Văn bản thông tin được định nghĩa như sau. Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên được viết để lý giải nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của một hiện tượng tự nhiên. Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin. Theo các em, trong văn bản thông tin, chúng ta có mấy cách triển khai ý tưởng và đó là những cách nào? Trong văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên, chúng ta có tất cả là 4 cách triển khai ý tưởng và 4 cách đó như sau. Trình bày thông tin theo trật tự thời gian, trình bày thông tin theo cách so sánh, đối chiếu, trình bày thông tin theo quan hệ nhân quả, trình bày thông tin theo mức độ quan trọng của đối tượng. Và tương ứng với 4 cách này thì các em sẽ cần hiểu về những cách trình bày như sau. Trình bày thông tin theo trật tự thời gian là cách thông tin được trình bày theo thứ tự xuất hiện của sự vật, hiện tượng hay hoạt động. Trình bày thông tin theo cách so sánh và đối chiếu, tức là trình bày điểm giống và khác nhau giữa hai hay nhiều sự vật theo các tiêu chí so sánh cụ thể. So sánh và đối chiếu các đối tượng theo từng tiêu chí. So sánh tổng thể các đối tượng, tức là người viết lần lượt trình bày biểu hiện của tất cả các tiêu chí ở từng đối tượng. Cách trình bày thông tin thứ ba là trình bày thông tin theo mối quan hệ nhân quả. Với cách trình bày này thì thông tin sẽ được trình bày theo quan hệ ý nghĩa nhân quả thông qua một số từ ngữ như lý do của, nguyên nhân của, vì, nên, do đó. Cách thứ tư, trình bày thông tin theo mức độ quan trọng của đối tượng, tức là thông tin chính sẽ được ưu tiên trình bày trước hoặc được làm nổi bật bằng cách in đậm, tô màu, gạch dưới hoặc lặp đi lặp lại. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, đọc hiểu văn bản. Trước khi đi phân tích vào văn bản này, chắc chắn các em sẽ cần phải đọc trước văn bản ở nhà nha. Mình sẽ bắt đầu với phần 1, tìm hiểu về cấu trúc của văn bản, sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng. Theo các em, cấu trúc của một văn bản thông tin thông thường sẽ gồm có mấy phần và đó là những phần nào? Cấu trúc của một văn bản thông tin thông thường chúng ta sẽ gồm có 4 phần. SAPO, phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc. Tương ứng với từng phần thì sẽ có các chức năng đi kèm như sau. Nội dung của phần SAPO: giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết, tạo sự lôi cuốn đối với người đọc. Phần mở đầu: giới thiệu khái quát về hiện tượng hoặc quá trình xảy ra trong hiện tượng tự nhiên. Phần nội dung: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên, cung cấp thông tin về một số thảm họa sóng thần trong lịch sử. Phần kết thúc: thường trình bày sự việc cuối của hiện tượng hoặc tóm tắt nội dung giải thích. Tương ứng với bố cục 4 phần, trong một văn bản thông tin thông thường, chúng ta sẽ áp dụng vào xác định cấu trúc của văn bản, sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng. Vậy, cấu trúc của văn bản sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng sẽ chỉ có 2 phần, là phần mở đầu và phần nội dung, không có phần SAPO và phần kết thúc. Trong đó, phần mở đầu, tức là phần 1, từ nhiều người tin rằng khi nhìn lên bầu trời cho đến câu chuyện về tình yêu. Nội dung của phần này chính là giới thiệu khái quát về hiện tượng sao băng. Phần 2, sao băng là gì? Cho đến vì vậy, hầu hết các trận mưa sao băng đều có chu kỳ là 1 năm. Nội dung của phần 2, giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng sao băng và mưa sao băng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, mục đích. Theo em, văn bản sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng có mục đích là gì? Văn bản sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng có mục đích như sau. Văn bản viết ra để cung cấp và giải thích hiện tượng tự nhiên, hiện tượng sao băng và mưa sao băng. Cung cấp các thông tin về khái niệm, các chu kỳ của mưa sao băng và lý giải nguyên nhân vì sao mưa sao băng lại có chu kỳ. Mục đích của văn bản là để cho người đọc cập nhật thông tin cơ bản nhất về sao băng và hiện tượng mưa sao băng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo. Phân tích
Về từ ngữ được sử dụng ở trong văn bản, sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng. Theo các em, trong văn bản sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng đã sử dụng ngôn ngữ như thế nào? Trong văn bản, sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng đã sử dụng một số từ ngữ thuộc chuyên ngành khoa học thiên văn. Có thể thấy, những từ như thiên thạch, bầu khí quyển, bụi vũ trụ, sao chổi, tiểu hành tinh, quỹ đạo, vân vân. Ngoài ra, chúng ta còn bắt gặp những động từ và cụm động từ miêu tả hoạt động hoặc trạng thái, ví dụ như đốt cháy, phát sáng, chuyển động, cắt ngang, đi xuyên, từ ngữ miêu tả trình tự trước khi. Vậy, đó chính là những yếu tố cần có để văn bản sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng trở thành một văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên. Chúng ta có thể dựa vào cấu trúc của văn bản. Thứ hai là cách mà tác giả sử dụng từ ngữ trong văn bản này. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, phân tích về cách trình bày. Trong văn bản, sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng có tất cả 4 phần. Tương ứng với 4 phần, em hãy xác định mỗi phần có cách trình bày là gì nha. Phần đầu tiên, thông tin trong phần 1 được trình bày thông tin theo mối quan hệ nhân quả. Phần thứ hai, thông tin trong phần 2 được trình bày theo mối quan hệ nhân quả. Phần thứ ba, thông tin trong phần thứ ba, thông tin được trình bày theo mức độ quan trọng của thông tin và theo trật tự thời gian. Phần thứ tư, thông tin trong phần thứ tư được trình bày theo cách trình bày thông tin theo mối quan hệ nhân quả. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, phân tích về nội dung của văn bản, sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần thứ A, phân tích. Giới thiệu khái quát và quá trình xảy ra sao băng và hiện tượng mưa sao băng. Theo văn bản đã cung cấp cho các em, sao băng thực chất là đường nhìn thấy của các thiên thạch khi chúng đi vào bầu khí quyển trái đất với vận tốc rất lớn, khoảng 100.000 km/h. Mưa sao băng là hiện tượng nhiều sao băng xuất hiện đồng thời hoặc nối tiếp nhau từ chung một điểm xuất phát trên bầu trời. Trong phần A, đã sử dụng loại phương tiện phi ngôn ngữ chính là hình ảnh kết hợp với số liệu và tác dụng của việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong phần A hỗ trợ thể hiện nội dung giúp người đọc hình dung rõ hơn về những thông tin được trình bày, tăng sức hấp dẫn cho văn bản. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tìm hiểu B. Giải thích nguyên nhân diễn ra hiện tượng sao băng, mưa sao băng và sự việc cuối của hiện tượng mưa sao băng. Trong phần B, đã cung cấp cho các em nguyên nhân xuất hiện hiện tượng sao băng là do lực ma sát của không khí đốt cháy thiên thạch làm nó phát sáng khi di chuyển. Còn nguyên nhân xuất hiện của hiện tượng mưa sao băng là do các sao chổi khi chuyển động theo quỹ đạo gần mặt trời bị mặt trời đốt cháy. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần cuối cùng, tổng kết. Trong phần tổng kết, cô sẽ đưa ra cho các em những lưu ý các em cần phải quan tâm khi chúng ta đọc và tìm hiểu một văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên. Những điều em cần lưu ý như sau. Các em sẽ cần phải xác định được cấu trúc của văn bản thông tin, xác định thông tin trình bày theo trình tự nào và nêu tác dụng, tìm, phân tích các thông tin cơ bản và ý nghĩa của chúng, làm rõ vai trò của các phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản, liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại. Thông qua phần phân tích nội dung văn bản ngày hôm nay, đó cũng chính là những gợi ý của cô đưa ra để giúp các em có thể trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa được dễ dàng hơn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy truy cập trang lời giải hay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em. Tạm biệt.